Alo, trời ơi, trận thi đấu thứ hai thôi. Trận thi đấu đầu tiên thì Quân hơi lệch bài nghiệt nữa, đang thua 1-0 rồi, 0-1. Trận thi đấu thứ hai này Quân có vẻ tươi hơn tí. Bên kia là Greg và Summer, bên mình là Pho và Roman. Như vậy là Quân được rồi, chờ bài thôi. Mẹ chém được cầm chém và cung được cầm cung. Danny sao? Roman. Đây, bàn hiệu đầu. Bàn hiệu đầu mấy con? 5 con. Sáu con rồi. Một đàn hiệu đầu 6 con. Đã thấy quả phụ anh cho Gunny rồi, một bài giò rất ít phần trăm dành cho Gunny, chỉ là dưới 10%, 11% thôi. Bài giò hơi ít, bài khá giàu, chỉ cần thế này thôi sao. Giò tiếp lấy hai voi không, giò nó rộng ra thì bên kia mới biết là bài nghèo được. Đã thiết kế chiếc S đầu tiên rồi. Zoom dỗ rất rẻ. Thiết kế chiếc S nhanh rồi. Chỉ là 5 thằng dân ăn gỗ. Túc tắc bây giờ lên đến nơi 3 được rồi. Tất cả là dồn đi ăn thịt thôi. Bãi quả 6. Bài 2 dân gắn đi cũng đã đủ rồi. Nhưng gắn đi đang muốn dò thêm hai vòi nữa để có thể quần khỏe hơn, lực khỏe hơn. Vậy phát hiện thêm bãi quả xa xa rồi, thêm một bài khá khỏe cho Gunny. Gunny đang tăng thêm hai dân nữa ăn gỗ. Một bài khá khỏe cho Gunny này với bài 22 dân sẽ kích trong đầu 10 sớm mà được tiêu khỏe. Bên kia 17 vẫn. Bên kia 16%, chán đời là bài siêu giàu 13% thôi. 13% đã gọi là giỏi ít rồi. Một bài có trong trí nợ của Gunny không? Thịt gỗ đang để lên rất là chuẩn rồi. Một bài chắc là vẫn kích được 9 của Gunny thôi. Trọng là 9 bao nhiêu? 9 4x. Như vậy là 9 4 5. 22 dân Roman. Một bài lên xong được khá khỏe, còn nguyên một bãi quả phụ. Quay trở lại máy vô thường một tí đi. Máy vô thường thì cũng lên khá sớm. Không, như vậy là chưa lên đời. Tưởng là anh đang đóng nhà điều kiện rồi, nhưng bây giờ anh mới đóng BB. Vừa lên đời thôi, một bài đầu 11 dành cho vô thường thôi. Nói chung là cũng được rồi.
Quan trọng là Gunny thi đấu thôi. Gunny lên đời vẫn là đầu tiên bản đồ đấy rồi. Đang nóng nhà điều kiện này cái gì đây? Người giò 13% đây rồi, đây là Tí. Tí là một người giò 13% nhưng bây giờ đi ăn vàng. Ôi, khả năng là chết luôn bãi vàng này rồi. Con ngựa giò đã full công full thủ của Gunny. Đã làm được 4 dân rồi. 3 dân. Mát rưỡi rưỡi rồi. Một con quẩy xin luôn đánh cho Gunny. Ô, vừa pha phải e khá hay cho Tí. Bắt được con giò rồi. Trên đường đi phải cẩn thận rất nhiều sư tử khi đi nhà của Tí. Như Tí đã nhìn con quẩy rồi. Gunny đang bị Tí chọc chết con quẩy. Bà chưa nên đời dành cho Tí đâu. Liệu dân hoa của Tí ở đâu? 12 giờ. Hay đâu? Đây rồi. Bài của Van Nớp cũng đã lên đời rồi. Lên đời khá sớm. Cần đi phải cố kin vào những con dân của Tí cũng được. Không cần phải chém van nớp nhiều lắm. Nếu như bài van nớp mà khó đi. Chưa thấy dân của Tí ở đâu là sao? Tí đã lẩn đâu rồi? Đây rồi! Tí ơi đây rồi! Tí ơi ở đây rồi. Như vậy Tí đã chết thêm 5 dân nữa là 8 dân. Như vậy Tí cũng khá yếu rồi. Chỉ còn dân ăn hoang của Tí xem Tí ở đâu thôi. Gunny đang ra được ruộng của mình. Liệu Gunny có thủ P không? Chắc không đâu. Cứ đánh 2L cũng được. 2L đứng hai con chém ở nhà được rồi. Nổ không? Nổ đi. Nổ. Rồi. Tươi roi rói rồi. Bãi vàng chết luôn. Như vậy Tí không thi đấu trận đấu này. Nhấp nháy ở bãi quả của Gunny. Không đâm y. Tí chọn giải pháp đâm y vào nhà của Gunny. Đuổi đi, Gunny sẽ có tơn này vào thẳng nhà Van Nớp. Một tơn rất đau cho Van Nớp đây thì thốc đằng 6 đít lên. Không biết đã bo được chưa, nếu chưa bo được khả năng còn chết luôn cơ. Đúng rồi, Van Nớp chưa bo, khả năng Van Nớp sẽ chết luôn trong tơn này thôi. Ui, rất nhiều số lượng dân chặt gỗ dành cho Van Nớp. Khả năng Van Nớp sẽ chết. Gunny đang điên cuồng đục vào. Gunny nên vào đi vì số lượng cung của Van Nớp chắc cũng không nhiều đâu. 8 con thôi. Còn đang còn những pha đâm y lên nữa chứ. Rất dị anh cho vô thường. Không, rất dị anh cho Tí chứ. Quên mất. Vừa tơn lục nha. Đuổi dân đi. Là mất tay của Van Nớp thôi chứ không cần phải thi đấu nhiều. Ở nhà đang mất khá nhiều dân anh cho Gunny. Đã bị bắt số lượng chém rồi. Vô thường có khỏe không? Vô thường. Vô thường tham thì là 51 thôi. Vô thường chuẩn bị giật. Vô thường gặp nhà màu 8 rồi. Phi thẳng xuống là một bãi ruộng. Đúng rồi, bắn đi. Nhưng cẩn thận, Van Nước sẽ có những tên kéo quân vào để có thể bắt được số lượng quân đấy. Gunny cần phải khỏe lại ngay. Van Nước vẫn đang rất khỏe. Cứ đánh từ từ thôi, Tí yếu lắm rồi. Giúp Gunny khỏe lên một tí đi. Gunny chỉ cần lên đến tham bãi thôi là không cửa thua luôn. Cứ đánh bình tĩnh thôi. Vô thường vẫn nên để 4 con cung giờ ở bên nhà của Gunny. Tránh tình trạng bị dummy đến cuối buổi luôn. Đây rồi, Van Up đang công lên. Van Up chỉ là người cầm Summer đi ăn. Chơi luôn. Solo cung luôn. Vậy e không?
không vẩy được, không có chỗ sát tường. Và Nớp đang móc vào những cánh rừng của Vô Thường, rất khó chịu cho Và Nớp. Bắt 5 môn cung giờ lời luôn. Đây rồi, đường cụt rồi nhá. Đường cụt rồi. Và Nớp đi đâu đây? Hết đường chạy rồi. Có thêm vẽ thêm ruộng không ở Vô Thường? Một bài đang hơi ít ruộng cho Vô Thường. Tôi chơi luôn. Vô Thường quyết định chơi. Sóc quân. Rồi gì sai? Thì số là 1 đều.